mềm nhũn rồi à? Không ngủ à? Đang tìm việc. Tìm việc như anh ấy, đến Tết Congo cũng không có. Thế dạy cách đi. Được cái mồm. Thời nay ấy, chỉ sợ lười thôi. Chứ còn chăm thì chả thiếu việc. Anh chỉ cần một cái xe máy, một cái điện thoại thông minh là có việc liền. Hot như khiếu. Xe ở đâu ra? Thôi, tôi sẽ để cho anh dùng xe của tôi để đi làm. Thuê, không phải mượn nhá. Tôi cũng sẽ cho anh vay tiền thuê nhà trọ luôn. Tự dưng tốt thế. Ừ. Thì lâu lâu lương tâm nó được ăn no, phởn lên đấy mà. Và tôi cũng sẽ tìm cho anh chỗ để thuê nhà trọ luôn. Phí môi giới thì anh tự trả. Sao? Sợ không trả nổi à? Cô, thế nào rồi? Đã tìm được nhà chưa? Em hỏi bà chủ ở chỗ em rồi. Bà ấy nói là đợt này đầy phòng chị ạ. Ờ. Công nhân người ta ít việc ấy, cho nên là chả có ai thuê. Thế có ép được giá không? Không sao. Để hỏi thế thì đúng chứ gì. Ép được cái tốt không thì phải chịu chứ biết làm nào. Em thấy chị sao ấy chị gái ạ? Với khách hàng thì á, giảm bao nhiêu cũng được. Như bà Thư kia kìa. Thế mà với anh chồng thì tính toán từng đông một. Em nói chuyện buồn cười ấy nhở. Cái việc gì nó phải ra việc đấy chứ. Mà chị hỏi thì chị hỏi thế thôi. Chị có bắt là phải ép giá bằng được đâu. Diệp, thay quần áo đi, tôi còn bao việc ấy. Gì vậy? Được không? Phòng này á? Ừ, người ta mới chuyển đi sáng nay đấy. Thế mà còn đòi tiền môi giới. Tôi phải mặc cả cho anh sủi cả bọt mép ra. Rồi còn đóng hộ cả tiền nhà 3 tháng, cọc 1 tháng nữa. Bao nhiêu? Tí nữa tôi sẽ nhắn tin cụ thể cho anh. Cộng thêm cả tiền môi giới để mấy cái lắt nhắt nữa. Thời buổi bây giờ, cái gì cũng phải tin nhắn, giấy trắng mực đen thì mới yên tâm được. Sao? Bây giờ xem phòng không? Bọn nó phát hiện ra mình rồi. Với số tiền này, tao với mày đủ để làm lại cuộc đời. Đi, đi, chạy đi. Anh trai của anh Tuệ mới về nước. 10 năm lặn một hơi không thấy sủi tăm. 10 năm rồi gia đình người ta mới đoàn tụ. Anh chỉ còn mỗi mình anh là người thân thôi. Từ bây giờ anh không được khổ nữa.
em sẽ báo cho anh. Chắc mai anh đi tìm việc. Mày muốn cuộm được số tiền đấy, định né tao à? Nhận ra em không anh? Mày muốn gì? Việc làm. Em là người bình thường, về nhà bao việc rồi, chăm chồng cho chăm cả anh chồng nữa. Em làm như thế thì những người như anh Chí còn biết sống ở đâu ở trong cái xã hội này nữa hả em? Để tao giúp mày. Cút. Nghèo thì không được phóng khoáng, cũng không được sĩ. Cái cảm giác mà mình ở giữa gia đình mình mà lúc nào cũng thấy bơ vơ, đúng là khó chịu thật. Thế còn bây giờ anh muốn gánh cho anh trai anh cả đời thì cứ việc gánh nhá. Nhưng chúng ta là người nhà mà, người trong một gia đình mà. Thông cảm cho anh em anh. Sếp có biết là hơn 10 năm trước em với thằng Chí là lính của công ty Lão Quân chứ? Mà sếp có biết thằng Chí về không đấy? Mày thấy nó ở đâu? Báo ngay cho tao. Thế hóa ra là sếp cũng tìm thằng Chí à? Em cứ tưởng mỗi Lão Quân lùng nó thôi chứ. Ông ơi, tôi đưa ông về ăn cơm nhá. Tí nữa tôi còn cho thằng Long ăn cơm nữa. Cơm nước mẹ gì giờ này? Mà thằng Chí này cũng to gan lớn mật thật. Đụng chuyện với toàn ông lớn rồi. Nếu sếp tìm được nó, sếp định làm gì? Để em còn tính. Xem dạy tôi tìm việc trên cái công nghệ này. Được không? Tôi nghĩ là trước khi tìm việc, anh nên tìm cho mình nhà đã anh ạ. Chứ không lẽ anh đi ăn xong cái bát mì này xong lại ra gầm cầu ngủ tiếp à? Sao đâu. Tự nhiên có cái chỗ chui ra chui vào. Vui. Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Cái chỗ trống hơ trống hoác như thế mà gọi là chỗ để đi đi về về á. Nhưng nó thoáng. Thoáng. Mười năm bị nhốt. Sợ phòng kín lắm rồi. Ám ảnh cái việc phải để cho mình một lối thoát. Thế là cái việc mà anh hay quên khóa cửa là do... Này, món con thích đây. Xin bố ạ. Anh xin được việc rồi à? Ừ. Lương cao không? Cũng được. Lại ngựa quen đường cũ. Có việc làm rồi ấy, thì lưu số tài khoản của em vào. Tiền học hành sinh hoạt của con mỗi tháng là 15 triệu. Chuyển đủ giúp em. Mới ở tù ra, lấy đâu ra mà nhiều tiền thế? Này, chị mà làm vậy, thằng này lại đi ăn cướp của người ta thì sao? Em cho anh trai anh thuê xe máy một ngày mấy tiền đấy, để anh trả cho. Thôi ạ, việc của em với khách hàng liên quan gì đến anh đâu. Khách hàng cơ đấy. Lỡ ngớ lại vớ ngay khách sộp nha. Này, anh thấy đấy hơi bị nghi đấy nhá. Tự nhiên lại thân nhau thế, còn chở nhau đi làm. Mở hàng. Chuyến xe đầu tiên cho nó suôn sẻ mà. Có đi có lại thôi anh. Ôi dồi ôi, thế thì khổ thân anh trai tôi rồi. Nhờ ngay cái bà bắt cổ chảy ra nước thế này thì toi à? Quên đi. Vía của em hơi bị nhẹ đấy. Không tin anh cứ chờ mà xem.